Ok. Còn đây là một chiếc sandwich này. Màu trắng nha, đây. Quả này dễ thương đó nha. Yeah. Tiếp theo đây là một chiếc xe cảnh sát nha. Wow. Wow. Còn bay ba đèo luôn nha bác. Yeah, rồi, quá được luôn nha. Ok. Tiếp theo là một chiếc Lamborghini nha các bạn. Đây. Ok. Rồi. Còn đây là một chiếc Land Rover này các bạn. Đây. Wow. Phía sau có một cái lốp xe cua các bạn. Đây, nhìn ra đây nha. Ok, wow. Còn đây là một chiếc xe máy xúc nha, máy khẩu nha. Đây. Wow. Nó xoay được các bạn ơi. Có máy xoay được nha. Wow. Wow. Yeah. Ok.